Ông mời ông bà ăn cơm. Bà ăn cơm. Lấy. Lấy nào. Mẹ ơi, bắt ở đằng đây có ốc không? Đi, đi xuống đi. Đi theo mẹ đi. Ha 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 ha!
ơi, có con gà rừng để lăng thế. Hôm nay con với mẹ đi bắt ốc ở trong hồ nhà bác không? Ông đi đâu rồi mà? Đi cuối về nhà. Ha ha.
Mày cứ ngồi ở trong ấy. Ngồi à, ăn cơm chưa? Ăn nóng gì nóng. Xin chào mọi người, mình là bé Mi Tuyên Quang. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Mọi người like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào mọi người. Tạm biệt.